Phương Oanh là nữ diễn viên quen thuộc của khán giả truyền hình Việt. Sau một năm không đóng phim, cô vẫn khiến khán giả trầm trồ khi có cuộc sống sang chảnh, dư giả với bộ sưu tập túi hiệu trị giá 100 triệu. Gần đây, nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai hẹn hò với bạn trai là doanh nhân nổi tiếng. Bữa tiệc sinh nhật chào đón tuổi 33 do bạn trai doanh nhân tổ chức cho Phương Oanh vẫn chưa hạ nhiệt. Mới đây, cô còn được tổ chức sinh nhật tại công ty riêng. Trong bức ảnh được nữ diễn viên chia sẻ, mọi sự chú ý của khán giả dồn về chiếc túi hiệu Hermes trên bàn. Chiếc túi này là Hermes Story, từng được giới mê đồ hiệu săn đón với giá xấp xỉ 200 triệu. Ngoài ra, khán giả còn tinh ý soi được chiếc áo Phương Oanh đang mặc là tank top ban manh có giá khoảng 9 triệu đồng. Trên tay nữ diễn viên Quỳnh búp bê là chiếc đồng hồ Hermes với giá khoảng 11 triệu đồng. Tổng giá trị outfit đi làm của Phương Oanh lên tới 220 triệu đồng. Trước đó, Phương Oanh thường xuyên đăng tải hình ảnh, khoảnh khắc lên đô kèm loạt túi hiệu sang chảnh. Đặc biệt, nữ diễn viên còn sở hữu chiếc túi Hermès Birkin Celier 25 Gris Mayer F Sơm trị giá 900 triệu. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên sinh ra là để xách túi hiệu dạo phố. Ngoài ra, người đẹp còn có cả một bộ sưu tập túi hiệu trị giá cao với nhiều thương hiệu như Hourglass của Balenciaga trị giá 26 triệu đồng, túi cặp lồng can của LV trị giá 50 triệu đồng, Dior Book Tote Oblique cỡ lớn có giá khoảng 90 triệu đồng, Chanel Boy phiên bản năm 2016 giá 120 triệu đồng, Chanel dòng Gabrielle giá khoảng 115 triệu đồng. Phương Oanh không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, cô còn đang viên mãn bên bạn trai doanh nhân nổi tiếng. Nữ diễn viên luôn được người yêu tháp tùng trong mọi sự kiện. Cả hai không ngại trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào giữa chốn đông người. Sau gần một năm không nhận thêm nhiều vai diễn, Phương Oanh đang tập trung cho sự nghiệp kinh doanh riêng của mình. Có thể thấy sau nhiều năm tích cực làm việc chăm chỉ, nữ diễn viên đã có cho mình một khối tài sản kếch xù. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.